Rồi xin chào cô chú anh chị gần xa, mình tên là Sơn, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Thì hôm nay mình cũng lâu lắm rồi mình cũng săn về một số cây cây kiểng và cây ăn trái nha cô chú. Thì, cây kiểng này gồm có là thứ quý, sung, bông hoa giấy, sắc pháo với chiếu thủy. Còn ăn trái thì có cây cây mặn. Mặn mặn gì bạn? Mặn đỏ ăn phước nha cô chú. Rồi cùng khế găng đồ, coi như lên thập cẩm đi. Đầu tiên chân là cây sung nha, cây sung này cái hình rất là đẹp nha cô chú. Đó. Sung có trái luôn nè. Đây bữa hổm là nó nguyên cái tàn tròn lắm nha cô chú, mà mình cắt mà mình thun vô. Số điện thoại mình là 070 490 1225. Để số Zalo luôn nha cô chú. Đó, cây sung rất là đẹp ha. À. Trái luôn nha, cây này là mạnh cây nha, trong chậu nha. Rồi mình đo, không để cô chú chờ lâu, mình đo chiều cao. Chiều cao. Đây lộn hết. Chiều cao là 100 cô chú ơi. Mình thắng mình đo vị trí này. Bốn mươi bảy rồi, nó có nguyên cái cũ vô chứ. À, nó quặn nè, như cái mình con thú gì đó. Vòng qua đây thì 100. Mã số 1 sung nha cô chú, sung túc nha. Mã số 1 này có giá là 4,5 triệu. Trái nè, nó đang một trái lên đùm đùm nha cô chú. Rồi tiếp tục là mã số 2 nha cô chú. Ở đây mình thấy cây này cây hoa tím bằng lăng nha. À, tím bằng lăng là thấy dáng hình thú mà nó có cục lên rất là đẹp nha cô chú. Bằng lăng này thì mình về mình ghép tường quy hay gì đó. Này hoa tím bằng lăng nha. Này cây bằng lăng này để trên chậu rồi sau này nó chỗ bông qua ra hoa tím bằng lăng. Mã số 2. Cao cũng là 1 mét. Chiều dài của từ cái chân đuôi mình đo tới cái ức này đi là 70. Cái thân ở trọn này 80. Đây nó có hình dáng này, cây này là mình bao sống bao ship cô chú luôn nha. Mấy cây mình đọc 2 tháng mà nó không lên mục thì cô chú cứ điện thoại mình, một là mình hoàn tiền, hai là mai mốt mình lên chọn cây nào đó mình đổi cây cho cô chú. Cái bầu thì mình mua 1 mét được nha cô chú. Rồi mã số 2 có giá là 3,9 triệu. Lên mục nha cô chú. Cây bằng là cây hoa tím bằng lăng này là rất là mạnh sống. Rồi tiếp theo là mã số 3 nha cô chú, là khế chua nha. Cái khế này nó quái văn lắm nha cô chú. Nó có bộ đế rất là nơm. Hồi xưa người ta trồng trong cái thùng phi hay gì á. Nhưng mà cái đầu này á, thì mình đó nó cao lên rồi về mình muốn chơi lại sau này nó ra cô chú dẫn xuống 1-2 chi vậy.
Rồi có khế ăn luôn nha. Này khế chua. Mã số 3 là khế chua nha cô chú. Đó, bộ đế này nè. Diều cao. Cao 106. Mình thăng vị trí này 77. Rồi mình đo cái đế sổ của nó nha cô chú. Đây đế sổ nó là 80. 83, 84 nhưng mình tính 80 thôi. Này khoảng 2 mét nha cô chú. Ừ. Còn ở đây khoảng 5 tấc nè. Đầu thước nè. Cây số 3 này có giá là 9 triệu. Mình bao ship 200 cây số nha cô chú. Rồi mã số 4 là tứ quý nha cô chú. Đây là mai tứ quý nha. Cô chú về cô chú chơi ghép khúc gò hương này kia đồ nó chi tay có là sẵn nha cô chú. Mã số 4 cây tứ quý này nó cũng quái lắm nha. Nó có một cục cũ dưới đây nè. Cục cũ còn lụm mà. Rễ của nó tự nhiên nó nơm vô đây. Nó đầu dưới đây cục cũ nha cô chú. Đó. Cục cũ nữa nè. Cũ toàn ẩm mà. Còn đế thì nó nơm vô trong hết nha cô chú. Cây mình bao sóng bao ship. Tí quý này là bao ship toàn quắc cho cô chú luôn. Còn cây khế này kia đồ nãy là bao 200 cây số. Chiều cao 99 100 đó cô chú ơi. 99 phần. Đây mình đo cái nhân vị trí này là 25. Tủ này thì 40. Mã số 4 này là mai tứ quý nha cô chú. Mai tứ quý thì cô chú cũng biết rồi đó, có ghép cúc thọ hương thôi gì đó, là nó dính, là nó dính hơn mai vàng nha. Bo nó dính hơn mai vàng. Mà cây có cái củ này là rất là đẹp nha cô chú. Cây tứ quý này có giá là 1,9 triệu. Cây mã số 4 giá 1,9 triệu. Xuống. Mã số 5 là cũng tứ quý nha cô chú. Nè cái bầy tứ quý này mình đem về nó có cái củ tròn lũm vậy nè. Nó chi tay có sẵn nha cô chú. Ghép khúc thọ hương một năm sau rồi cô chú là nó ra bông nhiều nhiều hơn là mai vàng luôn nha cô chú. Cái này mình về mình trồng cho nó ngay ngay lại. Cao cũng là 100. Hoành thân vị trí này là 26. Rồi mình lọt xuống cái hoành cũ này mình thọt cái thứ qua đây. Hoành cũ nó còn ẩm đây nè. 40. Đây này cô chú chuyện cái thọt nó vậy đó. Cây mã số 5
cũng có giá là 1.900.000 nha cô chú. Rồi xuống đây. Đó, mã số 6. Tứ quý mà tới chế chi cành gì đây hiếm có lắm nha cô chú. Để về mình ghép cúc họ hơn hay gì đó. Ghép những cây mai kia thì nó dính hơn cây mai vàng nha. Cao 110. Hoành thân vị trí này thì 30. Nó có cái ấy như con thú vậy đó. Này thì 50. Nè nó có cái bệt ra đây, nó có cái này chót ngọn lên nè. Nó quái vậy. Rồi, mã số 6 này vẫn 1.900.000 luôn nha cô chú. Rồi, mã số 7. Đó, nó cũng có cái củ tròn ủm vậy nè. Đó. Cây nào nấy tới đây nó có cái củ tròn ủm rồi đế nên tuột xuống như đây. Cái cây này vô chậu rồi bóp lên đây nó có cái củ trên đây rất là đẹp nha cô chú. Rồi 110 luôn. Hoành thân mình đo vị trí này đi là 33. Rồi vòng cái bầu đi là 100. Cái mã số 7 vẫn là 1.900.000 luôn nha cô chú. Đến nè, cục ra nè, vẫn là 1.900.000. Đây cây số 8 thì rất là đẹp nha cô chú, nhỏ mình nó có vỏ. Đuôi rồi có một cục gì đó, một cục đặc cứng trong đây nè, trồng trên cái mô cát hay gì. Cao thì 80. Mã này là mã số 7. Số 8. Hoành thân thì 25. Hình cũ di chuyển này thì 40. Mã số 8 này có giá là 1.700.000 nha cô chú. Này cây này mình để gì nè. Đó. Mình vô chậu mình để gì nha cô chú. Rất là đẹp, tứ quý nha. Nói chung ra cây tứ quý lớn gì đây là cũng từ mười mấy năm trở lên nha cô chú. Có bệt nè. Rồi mã số 8 có giá 1.700.000. Đẹp được nhất nghe là nó có cái củ ở đây, nó có cái ệt tròn ủm mà. Thấy nó quái. 87 chiều cao. Hoành thân thì 27. Hoành cũ thì 36, 37. Mã số 9 này có giá là 1.800.000. Chi cành đầy đủ nha cô chú. Cái này mình ghép vô mỗi chi cành gì mỗi một bo cúc họ hương thì rất là đẹp. Rồi. Này tứ quý luôn nha cô chú. Cao thì 44. Hoành thân vị trí này thì
23. Cây này có giá là 800. Mã số 10. Số 10 800 nha cô chú. Nó cũng đế đồ đẹp nè, mà nó cũng có chi cành sẵn nè, mình ghép vô rất là đẹp. Sau này lên đây tản ở đây cúc thọ hương đẹp lắm nha. Rồi mã 11. Mã 11 rồi, cây này là quái nha. Đó. Mã 11 nhỏ mà nó có vỏ. Cao thì 48. Hoành thân vị trí này thì 19. Nó có cái củ cục lên nè. Đó, cái thân nó đẹp nè. Rồi. Mã 11 này có giá là 1.1 triệu. Chi cành này đủ nha. Mã 12. Nó có cái chi cành nó tròn sẵn luôn nha cô chú. Cao thì 73. Hoành thân này thì 24. Có giá là 900. Mã 12 giá là 900 rồi. Hết cái quý nha cô chú. Còn nhưng mà để lần sau rồi giờ lên chiếu thủy đi. Ừ. Đây, đây. Đến chiếu thủy đi, thủy da đen đi. Đây lên lên nhóc cho nha cô chú. Mã 13. Cao thì 40. Này đế này nguyên cái này nó chạc dữ lắm luôn nha. Này là nu nha. Lá nhỏ. Da đen, nu da đen, lá nó nhỏ nè. Nu lên cục 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 cục. Cao thì 40. Hoành thân vị trí này mình đo là 37. Cây nu mà cái lớn thì nó lâu năm dữ lắm rồi, nó già dặn cây dữ lắm nha cô chú. Củi dưới đây thì 52. Cây này có giá là 1.9 triệu. Nữa cô chú dẫn đọt này lên chơi bonsai. Cái này ghế rất là đều nha. Mã này là mã 14. Nè, nó có ở đây như, như con thú ở đây, nó ôm nguyên cục này, nguyên cục đặt luôn nha cô chú. Để đặt luôn. Cao 37. Giờ mình đo nguyên cái bệ nó đi chứ giờ nó đặt cứng lên đây. Bệ thì 92. Cây này cục này có giá là 1.2 triệu nha cô chú. Mình bao ship mấy cái cục này là toàn quốc nha. Mã 14. Mã 15. Về mới cắt. Mới sửa chưa có. Về cô chú thấy có gì đó vô chậu sửa đầu lại. Cao thì 36. Cái này là nguyên cục đặt không nha cô chú. Cục này thì 49. Hoành này. Cục này có giá là 900. Mã 15. Giá là 900.
16. Nguyên cục, gì của em gì nha. Nguyên cục nè. Đó là nguyên cục đặc không nha. Cao 25. Nguyên cái cục chạc ra gì đây là 57. Nó chạc ra nè. Nha. Này thì cô chú dẫn đọt lên thì chơi chứ mình bẻ mã 16 vẫn có giá là 900. Mã 17 nè, nó lên nè. Này về này lên san hô cho anh về cứ việc nhắm cái này thì nó lên trên đầu. Cao thì 44. Mình thân vị trí này 33. Ủa vị trí này thì 92. Mã này người dẫn rất là 900. Mã 17 này vẫn 900 nha cô chú. Nó cây nào nấy cái cũ, cái bệ cục đặc gì vậy không nè. Mã 15 có giá 900, mã này mã 16. 18. Nãy 17 giờ 18 nha cô chú, lộn. 18. Cao thì 39. Mình thân vị trí này thì 33. Mình cũ vị trí này thì 78. Nó có hình dài như con thú, cái hình dài này để coi chút. Rồi cái này mã 18 này vẫn 800 nha cô chú. 800. Cái này 800. Sụt xuống 100. Cây càng đẹp càng sụt xuống. Ừ, đó, cái cũ này tròn ẩm nè. Cái chú giờ mình thấy nó đẹp. Nhưng nhặt lên người ta trồng xưa đó, nó lên tăm tăm ở trên rồi. Rồi nó có con chớp ở trên đó, rồi cắt đại lùng xuống rồi mình tán ngang đại ra. Về nữa rồi dẫn mấy cái đọt này lên chơi bonsai. 33 chiều cao. Mình thân vị trí này thì 34. Mình cũ tròn này 75. Có giá là 800. Mã 19. Nó cao gì không nè. Hồi nãy cây này quên tán nè. Có cưa về cô chú tán đây dùm cái cây này quên tán đó, ta trồng xưa nó cao vậy không đó. Này tán đây nè. Tán rồi nữa nó đẹp rồi nè. 79. Tại vì mấy cây này, cây nhà vườn người ta trồng nó không có chăm sóc, không có biết gì để nó lên vậy đó. 42. Cái cũ nó nè. Cũ nó tròn ẩm. 62 đó, cái cũ nè, thấy không? Cây này có giá là 800 luôn. Mã này mã 20. Mã 21. Ừ. 21 hả? Mã 20 800 hả? Mã 21. Mã 21 này thì 600. Cao thì 33. Hoành thân gì đây thì 43 nè, nó cũng có cái cũ đẹp này nha cô chú. Rồi mã 21 có giá là mới nói mấy trăm giờ? 600. 600 là ship được của mình luôn, là
coi như là 11 ngàn hết rồi nha cô chú. Mà 22 này nó hơi nó như con cóc gì đó, cao 29, mình thăng mình đo lại gì đây này, đây là 54. Đó à, chú dòm kỹ mã này 500, mã 22. Rồi thấy cây hoa giấy sát pháo lên, mình có một cây hoa giấy sát pháo một rồi nha. Đây cây này cây sát pháo nha cô chú. Hết cái này thì còn cây này bắt đầu tới mặn nha cô chú. Mã này 23, hoa giấy sát pháo nha. Nó cũng bự lắm mà nó hơi bị lỗi đây nha. Lỗi đây mà nó sành rồi nè. Nó bị lũa đó, nhưng mà cây này mạnh cây dữ lắm, lúc mình bứng là nó nằm nó lên mịt đi nha. Này là nó nguyên một cái cây nha. 49. Chiều cao thì 97. Cây hoa giấy sát pháo này có giá là 1.900.000 nha cô chú. Giờ tới cây này mình nãy mình quay tới mã 20 mấy? 23. Mã 23 là 23, 24. 23 là cây hoa giấy là hết nghe rồi, còn bây giờ mình tới cái mặn nha cô chú, mình có cũng lô này về cũng khoảng cả chục cây à. Thì mặn này là mặn mặn đỏ An Phước. Mặn trái đỏ An Phước nha cô chú nè, nó lên mục nó mà rất là mạnh, nhưng mà cây này quá trời bự rồi, mình không có ginh lên cái bàn quay lên nổi. Thì mình đo vị trí gì đấy là kêu chú quay phim đi vòng vòng coi nha. Đây 115 rồi cái hoành. Trời ơi, ôm hôm qua nên lấy cái nước này đưa coi coi, ôm cũng giáp rồi. Rồi đi vòng hoành đi, báo hoành là 135, như 130 thôi. Cây mặn mà bây lớn mà lùng lực gì đây là cũng khó lắm nha. Cô chú nào có những cái biệt thự hay gì đó để một cục gì đây, hai cục. Mình có ba cây bự gì? Ba cây bự. Còn nhiêu mấy cây kia thì thảy lên bàn quay được. Nãy lên nè, búng này nhanh. Mặn An Phước nha. Mình chơi cây kiển rồi sau này mình lặt cái lá đó, cái có chùm mặn đỏ 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 gì mình vừa ăn mà vừa chơi cây kiển rất là đẹp nha cô chú. Cây mặn mã số 24 này là cây bự nhất đây, thì mình báo giá cô chú là 9 triệu. Đẹp nha. Đế đồ rất là đẹp. Mình bao ship 200 cây số nha cô chú. Cây này nói chung ra đi ra tới vùng ngoài 9 triệu đi không đủ. Không đủ tiền ship. Rồi tới cây này mã 25 nha, cũng là mặn nha, mặn đỏ nha. Mặn đỏ An Phước nha. Đó. Thì mấy cây này nói chung ra ginh lên không có nổi, mình để đây nhờ chú Efin đi vòng vòng nha. Cao thì 120. Hoành cây này hơi nhỏ. Hoành thì 110. Cây này có giá là 4.500.000. Mã 25. 4.500.000. Số điện thoại mình là 070 490 1225.
để cái bao vô. Ra là cái một mà nhà hiệu quả quê. Ừ, nám trên đọt nè. Rồi mã số 26, mình chơi cây bự thì chơi nha, còn cây nhỏ thì chơi nha. Mình cũng có mặn An Phước cái nhỏ nữa. Nhỏ để chậu 70, chiều cao. Quay vòng nha cô chú. Bình thân thì 85. Cây mã 26 này có giá là 2,4 triệu nha cô chú. 2,4 triệu mình bao ship toàn quốc. Cây mã 24 với 25 mình bao ship không nọ 200 cây số, còn cây mã 26 này mình bao ship toàn quốc nha. Rồi xuống đây, bữa xuống đây chưa. Mã 27. Mặn đỏ An Phước nha. Trong vòng 1 năm một là có cái trái mặn ăn nha cô chú. 84. Này 97. Cây này, cây mã số 27 này có giá là 2,6 triệu. Rồi mã 28 là mặn An Phước luôn nha cô chú. Thì cây 28 này thôi mình cũng có thời gian cũng có hạn, cây 28 này coi cũng chót clip đi. Chứ mình cũng còn nữa. 100 chiều cao. Hoành thân là 84. Cây này có giá là 2,8 triệu nha cô chú. Mã 28. Rồi mã 28 thì cũng là chót clip của em cháu, thì em cháu cũng xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ em cháu từ mấy hôm qua. Thì thôi cũng xin chào tạm biệt cô chú. Clip sau gặp lại.